Hai Pencil Studio. Tập phim Ở dơ ghẻ lỡ. Anh San ơi, thức dậy ăn sáng thôi. Hả? San, em đã đánh răng chưa vậy? Em không có thích đánh răng. Hả? Trời đất ơi, Sam lại đi vệ sinh ở đây vậy? Thiệt là không chịu nổi mà. Em thích. Thiệt luôn á. Trời ơi, hôi quá. San, đứng lại. Đói quá. Đúng rồi đó. Anh đói quá vậy ơi. Đói quá. Có rồi. Quá thơm quá đi. Yeah. Đồ ăn ngon quá. Nhiều. Cho anh đã một cái nha. Cho em nữa. Cảm ơn San. Cho búp chì. Em cảm ơn. Thơm quá. Dạ cũng ăn đi. Ngon quá. Ngon quá. Ngon. Anh San, anh làm đổ đồ ăn hết rồi kìa. Sao em làm đổ đồ ăn ra ngoài hết vậy? Đúng là đồ hư hỏng mà. Hả? Kệ em đi. Hay. Hả? Đúng là phí phạm mà. Búp chì ơi, búp chì ơi. Dạ. Hôm nay trời đẹp quá, ra chơi với San đi. Anh có đồ chơi nhiều lắm luôn á. Thôi, em không chơi đâu. Em đang bận đọc sách rồi. Anh San chơi một mình đi ha. Đi mà, ra chơi với San đi. Thôi, em không chơi đâu. Búp chì. Thôi mà, em đang đọc sách mà, anh đi chơi một mình đi. Búp chì lúc nào cũng đọc sách hết á. Vậy San chơi một mình luôn. Chơi xe vui quá nè búp chì. Búp chì. Ra chơi với San đi. Anh San à, người của anh dơ hết rồi kìa. Chờ em một chút. San cũng đâu có dơ lắm đâu. Nè anh San à, anh thay áo đi. Áo gì mà xấu quá à. San không mặc đâu. San thích như vậy ha. Em Vàng ơi, em Vàng. Đó nè. Ủa, em Vàng mới mua vải hả? Đúng rồi, anh San thấy có đẹp không? Đẹp lắm đó, cho San đi. Cái áo này làm siêu nhân là đẹp lắm luôn đó. Không được đâu. Ôi, anh San hôi quá à. Anh San đừng có đụng vào đồ của em. Anh San đi ra khỏi phòng đi. Anh San mà hôi cái gì? Em Vàng thật là đáng ghét. Không chơi với Vàng nữa đâu. Trái cây ngon quá. Ngon quá. Để xem. Anh đã chơi đồ chơi với San đi. Thôi, anh bận lắm. Đi mà, anh đã ra chơi với San đi. Anh đã ngồi hoài là mệt lắm á. Trời đất ơi, San, xem dơ quá vậy. Em nhìn từ trên xuống dưới của em đi. Trời ơi, đi ra khỏi phòng anh nha. Đi ra mau. Không chơi thì thôi. Thiệt luôn á, ở dơ quá đi.
Hả? Gì đây? Lá cây ở đâu đây? Thằng Xanh dơ giấy này. Không ai thèm chơi với mình hết á. Vậy thì mình chơi một mình. Không có thèm. Xe đồ chơi của mình đâu rồi ta? Đâu rồi ta? Wow, thấy chiếc xe mình thích nhất đây nè. Trời thôi, tại sao lại phải tắm chứ? Thích quá. Chơi với chúng tôi Mình cứ ở giờ chẳng sao hết. Mình có biết bao thời gian nữa trời. Cứ ở giờ chẳng đi tắm. Mình có biết bao thời gian nữa trời. Cái này, để ở đây. Cái này, dùng ở đây luôn. Hoàn hết. Cứ ở giờ chẳng sao hết. Mình có biết bao thời gian nữa trời. Cứ ở giờ chẳng đi tắm. Mình có biết bao thời gian nữa trời. Cứ ở giờ chẳng sao hết. Mình có biết bao thời gian nữa trời. Cứ ở giờ chẳng đi tắm. Mình có biết bao thời gian nữa trời. Xanh, tại sao 5 ngày rồi mà em chưa chịu đi tắm hả? Tại sao phải đi tắm chứ? Em thích như vậy hơn. Trời ơi, coi nè. Thiệt tình à. Thiệt là giờ quá mà. Anh đã. Bực mình quá. Tại sao phải đi tắm chứ? Hãy giờ mới vui hơn. Ngứa quá. Sao ngứa quá trời. Ngứa quá đi. Ngứa quá. Anh đã ơi. Cho Xanh ngủ chung với. Xanh ngủ quá à. Xanh ở giờ lắm. Anh không cho Xanh ngủ chung đâu. Xanh đi ra ngoài đây. Đi nhanh lên đi. Đi. Phiền phức quá. Nè, ăn một miếng đi, ngon lắm luôn á. Ngon quá, bất kỳ ăn đi. Bất kỳ ăn đi. Thơm quá à, em cảm ơn anh. Để nữa. Hả? Bất kỳ ơi, em vàng ơi, anh đỏ, Xanh ngứa quá à. Anh Xanh ơi, anh bị làm sao vậy? Xanh bị nổi mẩn đỏ nè vàng. Mọi người ơi, anh Xanh bị làm sao vậy? Hả? Đâu? Anh Xanh bị làm sao vậy? Không được rồi, để em phải gọi bác sĩ mới được. Không được rồi, hôm nay sinh nhật bác sĩ nên bác sĩ đi vắng rồi. Không chịu đâu, ngứa quá à. Bây giờ làm sao ta? Em có cách rồi. Cách gì vậy Bút Chị?
đây là chai thuốc có thể chữa hết tất cả mọi loại bệnh. Anh Xanh hãy uống đi nha. Uống đi anh Xanh. Cứu Xanh đi chơi. Hết bệnh. Có hết không? Bút chì ơi, thuốc bút chì không có hiệu nghiệm gì hết. Xanh vẫn còn ngứa nữa nè. Hình như thuốc vẫn chưa hiệu nghiệm thì phải. Đồ lang băm, thuốc của em có bao giờ hiệu nghiệm đâu chứ. Anh Đỏ, đừng đánh em. Xin chào tất cả các bạn đã đến với chương trình TV tối ngày hôm nay. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về bệnh ghẻ. Ghẻ là một loại ký sinh trùng trên da. Nó làm cho người bệnh nổi mụn khắp nơi và gãi liên tục. Người bị bệnh ghẻ thường do ở dơ và lười tắm rửa. Có một cách để trị ghẻ rất đơn giản, đó chính là hãy tắm rửa sạch sẽ. Cả nhà tiến lên. Tiến lên. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Vâng lời chịu nghe. Tắm nơi. Ngày đi tắm không một lời than vãn. Sao cùng da lưng này xuống đây. Xin ngồi xuống đây đi. Tay anh tay em gối đầu. Cùng trà bàn tay này. Nhau ta sẽ thân thân hạnh phúc nghe. Cả nhà ơi, Xanh đã không còn nhớ rồi. Nhưng có một điều các bạn nên lưu ý, bệnh ghẻ rất dễ lây lan nếu như chúng ta thường xuyên ở gần với người bệnh. Chúc các bạn có một sức khỏe tốt và một buổi tối vui vẻ bên gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại. Ngứa à, khó chịu quá à, vàng ơi. Vậy sao anh em có bị ngứa giống anh không? Sao anh ngứa dữ vậy? Chắc lây của Xanh hay sao á? Mọi người bị gì vậy? Xanh hả? Đáng ghét quá, dám lây ghẻ cho cả nhà hả? Dơ ghẻ lắm, da dẻ xù xì, nổi mụn sợ ghê. Ngứa quá. Có chịu quá.